khoảng 225 tấn sắt phế liệu, 72 tấn chất thải thực phẩm là số lượng rác thải sau khi thực hiện các bộ phim lớn, theo thống kê từ Green Production Guide. Bộ phim có quy mô càng lớn thì sẽ càng tiêu tốn năng lượng, nguyên vật liệu, cũng như sản sinh ra nhiều rác thải hơn. Bởi vậy, điện ảnh xanh là xu hướng làm phim mà các nền điện ảnh trên thế giới đang hướng tới, nhằm tạo ra quy trình làm phim thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và hạn chế phát thải. Tại Việt Nam, có một nhóm các bạn trẻ có tên là Sở Thú Studio cũng đang tiếp nối xu hướng quốc tế này. Trang phục làm từ vải tái chế. Bối cảnh làm từ xốp, xỉ than, giấy báo. Sử dụng phế liệu chính là một trong những điểm đặc biệt của bộ phim hoạt hình Vượt Thành Asima. Phim kể về hành trình đi cứu mầm cây của cậu bé Max và một con nhện trong bối cảnh trái đất không có mặt trời. Đi nhặt rác và mang về để làm nên bối cảnh theo cách đúng nghĩa đen. Đội mỹ thuật có nghĩ đến nước xỉ than là bởi vì các bạn ấy đang đi ăn bún chả và thấy là các cái quán nướng ven đường có bỏ đi rất nhiều xỉ than. Và các bạn ấy thấy tiềm năng của cái nguyên liệu này, quyết định là mang xỉ than về, sau đó hòa tan với nước, trộn với một xíu báo và có thể là cát để nặn lên những cái viên gạch cho ngôi nhà nhỏ của Max. Bên cạnh đấy thì mình có sử dụng một cái nguyên liệu khá nhiều, đấy là bát cà phê đã qua sử dụng, rang khô lên tạo độ màu, sau đó là trộn với keo để nặn thành những cái đụn đất và tạo hiệu ứng đất cát ở trong bối cảnh lòng đất. Để hoàn thành bộ phim xanh cả về nội dung và phương thức sản xuất, một trường quay di động đã được dựng lên. Nhóm làm phim trẻ đã lựa chọn thể loại stop motion cho bộ phim hoạt hình tái chế đầu tay của mình. Với stop motion thì rất là may mắn về cái địa điểm quay không phải di động nhiều như một số các bộ phim khác. Thế nên mình sẽ hạn chế được việc là di chuyển các cái phương tiện và phát thải khói, khí độc, ô nhiễm môi trường ra ngoài như thế nào. Và bên cạnh đấy thì kể cả trong những cái bước cấp dưỡng cho mọi người thì cũng cần phải chú ý đến môi trường. Đến cái giờ ăn trưa mọi người có gọi thì bảo là gọi tránh gọi đồ hộp hoặc là ra ngoài quán ăn. Đôi khi là có một bạn nấu riêng đồ ăn ở nhà để mang qua. Chúng mình cũng rất là mong muốn là cái quá trình chúng mình sản xuất phim sẽ truyền cảm hứng tới mọi người, bảo vệ môi trường, điện ảnh xanh, thì để làm được nó mình phải bắt đầu từ những cái bước nhỏ nhất. Ví dụ như ở Sở Thú đây thì chúng mình bắt đầu từ những bước chỉ đơn giản thôi, đấy là nhặt rác về và làm phim. Thế thì cái bước nhỏ của mình nó đã góp phần hạn chế phát thải hơn. Vừa qua, bộ phim hoạt hình tái chế đầu tay Vượt Thành Asima của nhóm đã vinh dự đạt giải 3 cuộc thi màn ảnh xanh do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức. Không chỉ xanh trong nội dung mà còn cả trong cách thể hiện. Có thể nói, những nhà làm phim trẻ như Sở Thú Studio đang thổi một luồng gió mới cho điện ảnh Việt Nam với thông điệp bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững thông qua điện ảnh.